Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Nhà Đặt Cái Tô. Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một công trình nhà vườn mái thái 2 tầng được chúng tôi thiết kế theo phong cách tân cổ điển cho gia đình nhà anh Hiển ở Hưng Yên. Thì đây là toàn bộ phần hồ sơ kiến trúc mà chúng tôi đã bổ chi tiết để gửi đến gia đình nhà anh. Thì anh đã rất là ưng ý và rất hài lòng về mẫu nhà này. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng tham khảo từ phần mặt bằng công năng cho phần phối cảnh bên ngoài mà chúng tôi đã hoàn thành cho gia đình nhà anh. Thì dưới đây là cái phần hồ sơ kiến trúc cậu nhé. Thì trước tiên là phần danh mục vẽ. Đấy, chính vì đây là một căn nhà tân cổ điển nên chúng tôi làm rất là chi tiết, rất là tỉ mỉ và sẽ rất là nhiều bản vẽ riêng phần kiến trúc thôi. Đấy, đã tầm 5 đến 60 bản vẽ rồi. Rồi, trước tiên đây phần 3D mặt tiền này. Đấy, thì anh làm theo phong cách tân cổ điển theo kiểu dạng lửng ở tầng 1 đó, không gian sử dụng chính ở trên tầng 2. Thì mẫu này rất là đẹp, rất là hoành tráng và sẽ rất là phù hợp với những khuôn đất rộng rãi, đấy, cao ráo. Đây, đặc biệt cái điểm nhấn của ngôi nhà này chính là cái hệ bậc cầu thang đi từ phía sân lên vị trí thẳng phòng khách ở tầng 2. Đấy, trông rất là hoành tráng, cực kỳ là đẹp và toát lên sự hoành tráng của ngôi nhà từ phía mặt tiền. Thì nhìn phần màu sắc trước này, chúng ta thấy được căn nhà được chúng tôi bố trí, được chúng tôi trang trí khá là rực rỡ. Đấy, tông màu chủ đạo ở đây là cái tông màu màu cam rất là sáng ở đây, bao gồm phần bậc chính giữa của cầu thang, các phần cột ốp góc và những phần phào chỉ. Đấy, và toàn bộ phần bên trên mái này chúng tôi sơn màu màu vàng cam rực rỡ như thế này thì nó phù hợp với cái tuổi của anh các bạn nhé. Này, về hình khối này thì chúng ta thấy rõ là căn nhà là 2 tầng, nhưng mà tầng chủ đạo là tầng 2. Này, tầng 1 chỉ tầm 2m8 cho tới 3m thôi, còn tầng 2 sẽ 3m6 đến 3m9. Thì tí nữa vào chi tiết chúng ta sẽ cùng quan sát. Và phần mái tầng trên cùng đây, phần mái phần sảnh chính này chúng tôi thiết kế cho hệ mái đôi này. Đấy, A chính và A con nhưng mà rất hầm hố và rất là đẹp. Chính vì là một căn nhà tân cổ điển nên chúng tôi trang trí chi tiết thông gió hình chữ thọ ở đây và những cái vòm chi tiết rất là phức tạp theo kiểu là tân cổ điển. Đấy, có những hệ côn sơn nữa này. Đấy, những đường phào chỉ này cũng rất là phức tạp và rất là cầu kỳ. Đây phần mái đua này và hệ phào chỉ bo quanh mái tầng trên mái rất là đẹp. Đây các chuỗi hạt. Đấy, thì tiêu biểu công trình tân cổ thì rất nhiều phào, rất nhiều chỉ, những chi tiết tỉ mỉ, những chi tiết vòm này, đây vòm này, cột tròn này, đó hệ côn sơn con tiện này, đấy những cái phần đấu trang trí này rất là nhiều. Rồi ở tầng 2 thì cái phần ban công này cũng chạy đua xung quanh toàn bộ mặt tiền và phía bên sảnh phụ các bạn nhá. Đấy, thì không gian đi lại rất là thoải mái và rất là rộng trên toàn bộ khu tầng 2. Kế với tầng 1 này, thì tầng 1 chúng tôi cũng trang trí rất là tỉ mỉ từ các vị trí cột ốp góc, phần trang trí tầng 1. Đây, các bậc tam cấp. Là những cái vị trí viền cửa sổ này. Đây, cửa đi. Rất là nhiều, toàn bộ là chúng tôi trang trí theo kiểu là khuôn bao tân cổ điển. Thì khuôn bao này bạn có thể một là chọn theo màu gỗ hoặc là chúng ta để màu trắng như thế này cũng rất đẹp và rất hợp với lại cái tổng thể của ngôi nhà. Và phần mi cửa sổ này chúng tôi có tạo điểm nhấn bằng cách là những cái phần mái đua ra như thế này. Đấy, vuốt theo chiều của mái Nhật, lại theo kiểu của mái Nhật, rất là đẹp và rất ấn tượng. Công trình này rất là đẹp, rất hoành tráng. Rồi, đây là góc nhìn xiên bên phải nhìn vào. Đấy, thì góc này chúng ta thấy rõ hơn được những vị trí trang trí này. Đấy, những cái phần mà chúng tôi ốp đèn downlight ở đây, đèn mắt trâu ở đây. Đấy, rất là đẹp và rất là lung linh. Thì các bạn lưu ý những cái phần trần bên ngoài này thì chúng ta sẽ làm đèn âm vào sàn bê tông luôn nhé. Đấy, chúng ta sẽ thiết kế và làm luôn trong lúc thi công đổ sàn, chứ chúng ta không làm thạch cao bên ngoài đây. Đó. Phần bên hông chúng tôi cũng để những cái phần mi trang trí theo kiểu là tân cổ điển.
Đấy, khá là đẹp và khá là bắt mắt. Và công trình được tách biệt nổi khối bởi những cái đường phào chỉ của chúng tôi sơn màu già đá này. Đấy, quanh phần áp mái cũng như phần giữa tầng 1 và tầng 2. Đấy, phần cột tầng 1 này chúng tôi sơn sơn còn ốp đá các bạn nhé. Còn tầng 2 chúng tôi để những hệ cột nó tân cổ và để trắng trơn như thế này. Còn đây phía bên sảnh phụ các bạn nhé. Đấy, phía bên sảnh phụ này. Tầng 1 cũng rất nhiều cửa đi vào. Đặc biệt tầng 2 này, chúng tôi trang trí cũng cái kiểu mái A lớn, ốp mái A con giống như là phần mặt tiền. Rất là đẹp và rất hầm hố. Đấy. Phần này chúng tôi còn làm phần vòm cong các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp và rất là cân đối. Và nó sẽ rất là khác biệt và rất là đẹp tại cái khu vực mà anh đang sinh sống. Và sau này, sau khi xây dựng xong ấy, chắc chắn sẽ rất là bật. Đấy, và rất là đẹp. Rồi, kể đến chúng ta đến với phần mặt bằng công năng của gia đình nhà anh. Rồi, trước tiên là phần kích thước này. Nếu chỉ tính riêng cái phần ngôi nhà này không này, chúng ta cộng nhé, chiều sâu từ phần dưới tầng 1 nhé, phía mép này 3,5 m và 5 m là 12 m đó. Còn nếu chúng ta tính cả mép từ cái phía cầu thang phía tầng 1 ra tới tận sau cùng này sẽ là 19 m các bạn nhé, khá là dài. Kích thước mặt tiền là 10 m đấy, thì chúng ta ít nhất phải có một khuôn đất để xây dựng lại là 190 m² rồi. Thì diện tích sử dụng của gia đình anh thì tầm khoảng 120-130 m². Đấy. Còn lại các không gian sân chơi cũng như là tam cấp các thứ. Rồi, với diện tích như vậy ở tầng 1 này, chúng ta sẽ phòng bếp rất là rộng, cực kỳ rộng, 68,15 m². Thì anh có cái đặc điểm đó là khách khứa rất là nhiều và mỗi lần cỗ bàn ấy thì con cháu cũng rất là đông, thì yêu cầu phải rộng như thế này thì mới đảm bảo được không gian cho toàn bộ gia đình nhà anh cũng như mỗi dịp mà có khách khứa. Rồi, có phòng xem phim giải trí hoặc là karaoke ở đây, rộng 20,59 m². Có phòng ngủ phụ dưới tầng 1, đấy, có thể cho ông bà 15,16 m². Và có một vệ sinh chung cho toàn bộ khu tầng 1. Và đặc biệt các nhà này có một cầu thang, đấy, chúng ta đi bên ngoài vào cũng được, mà chúng ta từ trong nhà lên tầng 2 cũng có một cầu thang ở đây. Đấy, rất là tiện. Đó. Đây là cái phần 3D công năng các bạn này. Đấy, rất là rộng, rất hoành tráng và anh thích là không có một cái cột nào nộ ra trong cái không gian bếp này. Đấy, thì đây chính là cách mà chúng tôi đã thiết kế cho gia đình nhà anh. Không gian rất là lớn, thể party như thế này các bạn nhé. Đây, đấy, 3D. Rồi, kể đến phần công năng tầng 2. Tầng 2 thì chúng ta sẽ có phòng khách kết hợp ban thờ rất là rộng, 52 m², lại và thông ra cái khu vực cầu thang này, không gian đi từ tầng 1 lên. Chúng ta sẽ có phòng ngủ khép kín này, rộng 13 m², VOC là 4 m². Phía bên này chúng ta sẽ có hai phòng ngủ, lần lượt là 14,52 m² và 13,5 m². Đấy, thì bên này cũng phòng ngủ khép kín đây. Đấy, và phòng bên ngoài cùng này sẽ đi chung vệ sinh ở đây. Đấy. Rất là đẹp và rất là hợp. Và bên này có một sảnh phụ này. Đấy, ra ban công bên này. Các phòng chúng tôi bố trí cửa sổ, đấy, rất là hợp lý và rất là đầy đủ ánh sáng trong ngôi nhà. Đấy, phòng khách thì hưởng trọn toàn bộ sảnh chính cũng như sảnh phụ. Đấy, view rất là đẹp, cửa sổ hai bên. Đó. Khu vực bàn thờ chúng tôi tính toán vị trí này phù hợp và đặt tại vị trí như thế này. Đấy, các bạn để ý thấy không? Tất cả những khu vệ sinh này chúng tôi đẩy hết về phía sau cho gia đình nhà anh. Đấy, đấy cũng là cái nhu cầu mong muốn cũng như nó rất là phù hợp với lại cái công năng sử dụng. Đây, 3D công năng tầng 2 này. Đấy, chúng ta bước từ bên ngoài vào nhá, lên đấy, thẳng vào phòng khách luôn. Rất là rộng ở đây, bàn thờ này, hai phòng ngủ này. Đấy, ở đây khu vực cầu thang mà chúng ta sẽ đi xuống tầng 1 cũng như là từ tầng 1 lên tầng 2. Đấy, ban công là bao quanh phía phần tiền cũng như toàn bộ bên sảnh phụ này. Đây, còn bên dưới những phần mà chúng tôi đã triển khai bổ chi tiết từ phần mái, các phần bằng này, mặt đứng mặt cắt đầy đủ từ 2D 3D. Rồi, chúng ta kiểm tra kích thước một chút nhé.
Ai, cốt sân lên cốt nền tầng 1 là 450 từ 3 bậc, từ phần nền tầng 1 lên đến phần sàn tầng 2 là 3 mét. Đấy. Còn từ sàn tầng 2 sàn mái này là 3,9 giống như tôi nói từ đầu. Đấy. Công trình rất là cao này, chiều cao tổng thể từ phần sân này lên đỉnh chóp chân cùng của mái là 11,25 m², rất là cao. Đấy, trên bộ chi tiết rất đầy đủ như thế này, rất là tỉ mỉ. Đó. Thì thi công nó rất là dễ dàng, đấy, cũng như là phần 3D để giúp cho các bác thợ hình dung dễ hơn. Đấy. Quá trình thi công sẽ rất nhanh chóng và rất là chuẩn chỉ khi mà chúng ta có đầy đủ 2D, 3D. Đấy, bên dưới chúng tôi đang các phần mặt cắt này, rất là dễ dàng hình dung như thế này. Đó. Thì trên đây chúng tôi vừa giới thiệu đến quý vị và các bạn một căn nhà mái Thái thiết kế theo phong cách nhà Tân cổ điển, rất là đẹp và rất hoành tráng. Thì các bạn có thể tham khảo mẫu trên nếu mà phù hợp với cái khuôn đất cũng như là cái hiện trạng của gia đình nhà mình. Thì các bạn nào có bất cứ câu hỏi hay thắc mắc về căn nhà này hoặc những căn nhà khác thì có thể comment dưới video, chúng tôi sẽ tư vấn, giải đáp, hoặc liên hệ theo số hotline 0814 878 666 hoặc 0396 65 6596. Chúng tôi sẽ tư vấn, giải đáp những thắc mắc của quý vị và các bạn trong thời gian sớm nhất có thể. Rồi, xin chào và hẹn quý vị và các bạn trong các video tiếp theo.